Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới sáng thứ hai ngày 10 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Ngay sau đây là những nội dung nổi bật có trong chương trình Thông tin ngày mới hôm nay. Tam Kỳ hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia và khai trương trung tâm điều hành thông minh. Đông Giang chủ động ứng phó thiên tai. Triển khai gói tín dụng ưu đãi 20.000 tỷ đồng dành cho công nhân. Biển lấn sâu ảnh hưởng đến đời sống người dân ở Thanh Hóa. Thưa quý vị, chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia ngày 10 tháng 10. Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ vừa tổ chức ngày hội chuyển đổi số và khai trương trung tâm điều hành thông minh IoT thành phố Tam Kỳ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, thành phố Tam Kỳ và đông đảo người dân tham dự. Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 505 QĐ-TTg về ngày chuyển đổi số quốc gia tổ chức vào ngày 10 tháng 10 hàng năm. Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Năm 2022, ngày chuyển đổi số quốc gia với chủ đề chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Tại thành phố Tam Kỳ, công tác phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số gắn với phát triển đô thị thông minh luôn được các cấp ngành chú trọng. Ủy ban Nhân dân thành phố xem việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên 3 trụ cột. Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, có hiệu quả. Nhân sự kiện ngày chuyển đổi số quốc gia, dịp này Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ chính thức khai trương đưa vào hoạt động trung tâm điều hành thông minh IoT thành phố. Trung tâm điều hành thông minh thành phố IoT được xây dựng với mục tiêu thiết lập một hệ thống nền tảng phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Trung tâm còn giúp tăng cường tính tương tác, kết nối giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền, giúp chính quyền thấu hiểu người dân, doanh nghiệp hơn để phục vụ tốt hơn. Song hành cùng sự kiện này, tại quảng trường 24 tháng 3, đông đảo người dân còn được trải nghiệm các dịch vụ tiện ích số, tham quan mua sắm các gian hàng OCOP của địa phương và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt để đảm bảo an toàn, chính xác, tiết kiệm. Triển khai quầy giao dịch lưu động giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, ra mắt các tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt. Thưa quý vị, tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 nhằm đánh giá lại tình hình hoạt động của tập đoàn trong năm qua và triển khai phương hướng nhiệm vụ của tập đoàn trong thời gian tới. Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt thành phố Hồ Chí Minh do doanh nhân nhà giáo Nguyễn Đức Quốc, một người con quê hương Thăng Bình, Quảng Nam sáng lập và điều hành. Qua gần 15 năm phát triển, tập đoàn đã phát triển 8 cơ sở trường liên cấp từ mầm non đến trung học phổ thông, đóng chân địa bàn các quận 12, Gò Vấp, Tân Phú và quận 9 với tổng số hơn 4.000 học sinh theo học các chương trình chuẩn quốc tế. Năm 2021 là năm học mà đại dịch Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong đời sống. Trong đó, thầy và trò của trường chuẩn quốc tế Nam Việt phải thay đổi cách dạy và học thông qua hình thức học trực tuyến, giúp học sinh theo kịp chương trình. Nhà trường đã không thu học phí học sinh nhưng vẫn tìm mọi cách có nguồn thu để trả lương cho hơn 800 cán bộ giáo viên. Năm 2022 vượt qua khó khăn với sự cảm thông của các cổ đông, sự đồng hành của phụ huynh học sinh, thương hiệu nhà trường lan tỏa tốt hơn, trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy của phụ huynh cho con theo học, nâng tổng số học sinh hơn 5.000 học sinh. Hiện nhà trường đang tiếp tục xây dựng cơ sở chính cơ sở 10 nhằm mở rộng quy mô và chất lượng đào tạo, góp phần vào sự nghiệp giáo dục chung của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Thưa quý vị, ông Phan Ngọc Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Điện Bàn và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã vừa đi thăm ba gia đình có nhà bị sập hoàn toàn trong cơn bão số 4 vừa qua. Đến thăm các gia đình, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận thị xã đã thăm hỏi động viên các gia đình vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống, hỗ trợ gia đình ông Đoàn Văn Trung ở thôn Chim Đông 1, xã Điện Phương là 40 triệu đồng và gia đình bà Nguyễn Thị Rân ở thôn Thanh Chim 2, xã Điện Phương 40 triệu đồng để xây mới lại nhà ở. Riêng gia đình ông Phạm Văn Đồn ở khối phố Hà My Đông B, phường Điện Dương thiệt hại rất nặng nhưng do nhà nằm trong vùng dự án không thể xây dựng nên Ủy ban Mặt trận thị xã hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa nhà. Nguồn kinh phí 100 triệu đồng được trích từ quỹ Ban cứu trợ thị xã Điện Bàn.
Hưởng ứng năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022, công ty cổ phần An Gia Tiến Group vừa đưa vào hoạt động khách sạn Kingdom Garden Hội An. Đây là khách sạn đẳng cấp 4 sao do tập đoàn Kingdom quản lý, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Khách sạn Kingdom Garden Hội An là khách sạn thứ hai trong chuỗi khách sạn của An Gia Tiến Group tại Quảng Nam. Khách sạn tọa lạc tại số 19 đường Lạc Long Quân, đối diện biển Cửa Đại, một trong những bãi biển được bình chọn top 25 bãi biển đẹp nhất khu vực châu Á. Khách sạn Kingdom Garden Hội An xây dựng theo phong cách kiến trúc cổ Á Đông đan xen phong cách hiện đại và có đầy đủ tiện ích theo chuẩn 4 sao. Khách sạn Kingdom Garden Hội An đi vào hoạt động là tín hiệu tích cực khi du lịch phục hồi có thêm nhiều cơ hội để du khách trải nghiệm khi đến tham quan lưu trú tại đô thị cổ Hội An xinh đẹp. Thưa quý vị và các bạn, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Nam thuộc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ vừa tổ chức chương trình Tự hào Doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân Thọ Tốt nhất Việt Nam năm 2022. Tham dự chương trình có lãnh đạo Công ty Bảo Việt Quảng Nam, các tư vấn viên và hơn 500 khách hàng thân thiết trên địa bàn tỉnh. Trong các năm 2020-2021, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ đã chủ động thích nghi, đổi mới sáng tạo và linh hoạt điều chỉnh trong mọi hoạt động. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ, doanh nghiệp đã nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo sức khỏe cho người dân, vừa duy trì phát triển hoạt động kinh doanh bền vững, duy trì công việc và thu nhập cho hơn 240.000 nhân viên, tư vấn viên trên toàn quốc. Niềm vui được nhân lên khi được tôn vinh là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam và doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đổi mới vượt bậc năm 2022. Đây chính là dấu ấn quan trọng tiếp thêm động lực để Bảo Việt Nhân Thọ vươn mình phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục thay đổi sứ mệnh, bảo vệ gia đình Việt, bảo vệ lợi ích Việt. Bảo hiểm Nhân Thọ cam kết luôn đồng hành bảo vệ và hướng tới một cuộc sống bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc cho hàng triệu gia đình Việt Nam. Tại Quảng Nam, Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Nam đã và đang đồng hành với hơn 100.000 khách hàng, chi trả tiền bảo hiểm và đáo hạn với tổng giá trị lên đến 150 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu được chuyên gia tài chính chia sẻ các giải pháp đầu tư quản lý rủi ro mang đến sự bình an, thịnh vượng cho cuộc sống, có thông tin những đặc tính ưu việt của các sản phẩm của Bảo Việt Nhân Thọ. Sau gần 5 ngày diễn ra hội thi tàu xuồng xe tốt hội thao huấn luyện tàu cấp Bộ Tư lệnh Vùng năm 2022 do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 tổ chức đã hoàn thành nội dung chương trình, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Trong quá trình hội thi hội thao, mặc dù cường độ thi cao, nội dung thi nhiều gồm 10 nội dung, tuy nhiên các tàu xuồng xe và cán bộ chiến sĩ tham gia thi đã tập trung khắc phục khó khăn, cơ bản nắm được nội dung yêu cầu, chất lượng các bài thi lý thuyết và thực hành tương đối đồng đều. Tỷ lệ phần trăm khá giỏi ở một số môn cao, trong suốt cuộc thi không có thí sinh vi phạm quy chế thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí trang bị. Bế mạc hội thi tàu xuồng xe tốt hội thao huấn luyện tàu năm 2022, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn diện cho tàu cảnh sát biển 4032, giải nhì cho tàu cảnh sát biển 2013, giải ba cho tàu cảnh sát biển 2016. Ngoài ra còn có 17 giải các chuyên ngành được trao cho tàu xuồng xe và 14 giải cá nhân được trao cho cán bộ chiến sĩ tham gia hội thi hội thao năm nay. Phát biểu bế mạc hội thi, Đại tá Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cơ quan đơn vị, ban tổ chức, ban giám khảo và cán bộ chiến sĩ các tàu trực tiếp tham gia hội thi, hội thao. Qua hội thi, hội thao đã đánh giá khách quan thực chất về các mặt của công tác huấn luyện, công tác kỹ thuật, khả năng quản lý vũ khí trang bị, chất lượng trang thiết bị, vũ khí trang bị kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu sử dụng lực lượng của Bộ Tư lệnh Vùng. Thưa quý vị, Đông Giang là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng và thiệt hại bởi thiên tai bão lũ. Do vậy, công tác phòng chống luôn được huyện quan tâm đặc biệt, do đó giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Địa phương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, hậu cần ứng phó với các tình huống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Nguyên tắc phòng ngừa chủ động là chính, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn cấp và có hiệu quả. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, bão Noru, huyện Đông Giang di dời hơn 1.014 hộ với 3.354 khẩu đến nơi an toàn. Thiệt hại trên địa bàn không đáng kể, chủ yếu thiệt hại về cây cối ngã đổ, sạt lở một số đoạn giao thông được các đơn vị quản lý triển khai, xe máy, nhân lực để khắc phục ngay. Đây là khu dân cư Kachun, một đoạn đường giao thông dẫn vào điểm trường Kachun, trường tiểu học Mạc Coi và Mẫu giáo Hướng Dương. Nền đường bị sụt lún, mặt đường bê tông đứt gãy dài khoảng 50 mét, có dấu hiệu sạt lở toàn tuyến dài 180 mét. Hiện tại địa phương đã khoanh vùng để giáo viên và học sinh biết, đồng thời mở lối đi nhỏ phục vụ giáo viên và học sinh đi lại an toàn. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão xã đã tuyên truyền cho nhân dân khắc phục
cái hậu quả sau bão, đặc biệt là cái con đường này là con đường của các cháu học sinh và giáo viên đến trường. Vừa rồi trong thời gian mưa bão, chúng tôi đã tuyên truyền là các cháu không được đến trường, cũng mong muốn cấp trên là tiếp tục khắc phục sau bão. Đây là một con đường huyết mạch cho giáo viên và các cháu, đặc biệt là các cháu học sinh đi đến trường. Trong mùa mưa bão, công ty điện lực Đông Giang thường xuyên có mặt tại các xã để sửa chữa, chặt phá cây cối ngã đổ, khôi phục cung cấp điện trở lại sau bão. Điện lực Đông Giang quản lý mạng lưới đường dây từ Dốc Kiền lên các xã biên giới huyện Tây Giang lên tới 140 km với 185 trạm biến áp. Đường dây này chạy qua vùng rừng núi địa hình phức tạp, lại thường xuyên bị sạt lở đất và cây rừng uy hiếp. Sau bão số 4, tại hai huyện Đông Giang và Tây Giang có nhiều điểm sạt lở. Các công nhân điện lực nỗ lực tiếp cận hiện trường, xử lý khắc phục mạng lưới điện, kịp thời đóng điện phục vụ nhân dân, công sở, trường học trên địa bàn hai huyện Đông Giang và Tây Giang. Thì phân công trước tất cả các vị trí ai sẽ đi chỗ nào để triển khai ngay, mà mình tập trung nhất là cái đường trục chính để cấp từ dưới An Điền lên đây, rồi là từ đây lên tới Tây Giang để trung tâm hai cái huyện. Mình làm sao như thế nào mà đảm bảo khi mà hết ngày thì có thể là mình trong ngày đó mình cấp được hai trung tâm huyện là trước hết. Rồi sau đó là mình các cái nhánh, các cái xã thì mình sẽ triển khai sau. Đó. Thì tất cả các cái vị trí mà mình tập kết thì quân mình đầy đủ, vật tư dụng cụ đồ nghề, xe cộ và rồi là pin sạc vân vân, điện thoại vệ tinh. Đối với các doanh nghiệp, công ty thủy điện trên địa bàn đều đã được ký kết quy chế phối hợp thông tin phòng chống lụt bão, tình huống khẩn cấp, đặc biệt là thông báo cho Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các xã thông tin kịp thời cho nhân dân thời điểm điều tiết lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Để mà tiếp tục triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tới thì vẫn phải là áp dụng cái phương châm 4 tại chỗ và các phương án kịch bản tối ưu nhất để làm sao đó là giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, và cùng với đó là cái việc mà tuyên truyền vận động người dân trước 24 tiếng cũng phải di dời khỏi cái khu vực sạt lở. Và thêm đó nữa là công tác dự trữ lương thực, thực phẩm cho bà con ít nhất phải 7 ngày nếu mà phải di dời dân đến nơi an toàn. Và cùng với đó là cũng sẽ có được những cái thông tin mới nhất và kịp thời nhất để người dân biết được và phòng tránh bão lũ trong cái mùa mưa bão lần này. Mùa mưa bão năm nay, Ủy ban nhân dân huyện giao cho các cơ quan ban ngành và các địa phương phối hợp kiểm tra, giám sát các địa điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét để có phương án di dời và sơ tán nhân dân, chuẩn bị tốt công tác giúp đỡ, hỗ trợ cho nhân dân trong mùa mưa bão, phân công nhiệm vụ từng thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ứng trực tại các điểm có nguy cơ mất an toàn, khu vực xung yếu. Với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt, không chủ quan nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra. Chuyển sang các tin tức quan trọng trong nước. Thưa quý vị, sau 3 ngày diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, tối ngày 8 tháng 10, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Ngày hội Văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ 2 đã chính thức khép lại trong không khí phấn khởi và lòng tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc. Ngày hội đã đáp ứng nguyện vọng chung của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là đồng bào dân tộc Dao trong đại gia đình 54 dân tộc Việt Nam. Các hoạt động tại ngày hội diễn ra sôi nổi, giàu bản sắc văn hóa của dân tộc Dao, tái hiện lại những giá trị văn hóa dân gian dân tộc còn tiềm ẩn trong đời sống của đồng bào, qua đó nâng cao thêm nhận thức, sự hiểu biết và ý thức trách nhiệm của đồng bào dân tộc trong cả nước đối với việc giữ gìn di sản văn hóa của dân tộc. Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ 3 năm 2027 sẽ được tổ chức tại tỉnh Lào Cai. Thưa quý vị, người lao động có thể được vay với mức lãi suất thấp chỉ bằng một nửa lãi suất thị trường. Mức vay lên tới 70 triệu đồng cho các nhu cầu tiêu dùng hàng ngày. Một gói tín dụng trị giá 20.000 tỷ đồng dành cho công nhân lao động đã vừa được Ngân hàng Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai. Gói này sẽ được giải ngân qua hai công ty là HD Sài Gòn và FA Gris, với nhiều hình thức như cho vay bằng tiền mặt, cho vay trả góp lãi suất từ 0% khi mua đồ dùng hoặc vay chi tiêu qua thẻ tín dụng. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa có công văn chỉ đạo Ban quản lý khu du lịch Thác Bản Dốc chỉnh trang cảnh quan khu du lịch và thực hiện không thu phí đối với du khách tham gia lễ hội du lịch Thác Bản Dốc năm 2022. Theo đó, để tạo điều kiện cho công tác tổ chức lễ hội, quảng bá hình ảnh, thu hút du khách, phục hồi và phát triển du lịch,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng chỉ đạo Ban quản lý khu du lịch Thác Bản Dốc chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường khu du lịch và thực hiện không thu phí đối với du khách tham gia lễ hội du lịch Thác Bản Dốc năm 2022 trong ngày 8 đến ngày 9 tháng 10. Ủy ban Nhân dân huyện Trùng Khánh phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tích cực, chủ động triển khai các nội dung được phân công theo kế hoạch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra lễ hội. Thưa quý vị, Quảng Nam xác định xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị là một trong ba nhiệm vụ đột phá của tỉnh trên chặng đường phát triển trong những năm đến. Trong đó, kỳ vọng đến năm 2030, hình thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh có tầm ảnh hưởng đến khu vực và quốc tế, mà thành phố Tam Kỳ được xác định là trung tâm của sự phát triển. Để cụ thể hóa nội dung này, ngày 4 tháng 5 năm 2021, tỉnh ủy ban hành nghị quyết 08 nhằm đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hướng đến xây dựng Tam Kỳ đáp ứng tiêu chí đô thị loại 1. Đây cũng là tiền đề giúp Tam Kỳ xây dựng và thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, từng bước khẳng định đô thị trung tâm của cụm phát triển phía Nam là đầu mối liên kết cũng như đủ sức trở thành vùng động lực của tỉnh và khu vực. Thực hiện nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết 08 của tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Tam Kỳ trở thành đô thị loại 1. Đến nay, thành phố Tam Kỳ tập trung triển khai nhiều dự án mang tính chất động lực về phát triển kinh tế, giao thông chiến lược, mở rộng không gian đô thị với kinh phí lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Trong đó phải kể đến trục cảnh quan đường Điện Biên Phủ, đường 3 Nguyễn Hoàng, đường ven biển tỉnh Thủy Tam Thanh, đường N10 và khu dân cư hai bên đường, đường nối khu dân cư số 6 và khu phố mới Tân Thạnh, nâng cấp các tuyến đường DT613B, DT616. Việc triển khai các công trình động lực kết nối liên vùng, nâng cao chất lượng đô thị đã góp phần tạo diện mạo mới cho Tam Kỳ, đồng thời mở ra cơ hội thuận lợi trong phát triển kinh tế đối với người dân thành phố. Đoạn đường mới mở ra là ai cũng có thể là cuộc sống có thể là kiếm được cái thu ngoài cái thu nhập ngày xưa rồi, nhưng mà bây giờ buôn bán thêm là cũng thêm một chút thu nhập, với đường xá thuận tiện là người dân đi lại thì cái việc buôn bán dễ dàng hơn. Chúng tôi là bí thư chi bộ thì triển khai cho đảng viên nắm bắt những cái nghị quyết, những cái chủ trương chính sách của đảng bộ về cho đảng viên nắm, và ngò ra những đảng viên có tinh thần trách nhiệm là vận động quần chúng nhân dân cùng tham gia. Cùng với việc tập trung triển khai các công trình động lực kết nối liên vùng, khớp nối hạ tầng kỹ thuật đô thị, xúc tiến thu hút các dự án đầu tư, thành phố cũng chủ động phối hợp với các sở ngành của tỉnh để sớm hoàn thiện đề án xây dựng và phát triển thành phố Tam Kỳ cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2025. Phấn đấu đến năm 2030 là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, dự kiến trình Hội đồng Nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm nay. Đến nay, đô thị Tam Kỳ đạt 47 trên 59 tiêu chí đô thị loại 1. Một số tiêu chí chưa đạt tập trung ở nhóm trình độ phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, dân số, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Trong đó, tiêu chí diện tích và dân số đô thị còn thấp khá xa so với yêu cầu tối thiểu. Để giải quyết bài toán về các tiêu chí chưa đạt, thành phố tập trung nhiều giải pháp mang tính chiến lược trong thời gian đến. Các cái tiêu chí về đô thị loại 1, trong đó có cái tiêu chí về quy mô dân số, mật độ dân số. Đó là những cái tiêu chí mà hiện tại cái đô thị Tam Kỳ đang rất là thấp. Thế làm thế nào để tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn của thành phố? Đấy, để rồi thu hút các chuyên gia, thu hút người lao động, nói chung là thu hút cái dân số cơ học. Cái đó là cái giải pháp tôi cho là thành phố đang đặt ra hết sức mạnh mẽ. Một cái việc nữa đó là cái thu nhập bình quân đầu người của thành phố hiện tại cũng còn đang thấp so với cái yêu cầu chung. Đây là chỉ tiêu rất là chất lượng, nó liên quan đến đời sống của nhân dân. Do vậy, bằng nhiều giải pháp tổng hợp, cái này không phải dễ. Đấy, phát triển kinh tế, phát triển xã hội, thu hút các cái nhà đầu tư, tạo ra công ăn việc làm, rồi tạo điều kiện để bản thân nhân dân thành phố có các cái điều kiện để rồi vươn lên, tăng cao thu nhập, thì đó là những cái thách thức rất là lớn. Để tăng diện tích và dân số, mới đây tại cuộc họp ban chỉ đạo các tổ giúp việc về xây dựng và phát triển đô thị loại 1 thuộc tỉnh, nhiều ý kiến sở ngành liên quan thống nhất quan điểm điều chỉnh địa giới hành chính trên cơ sở sáp nhập ba địa phương Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh.
mặc dù trước mắt sẽ kéo lùi nhiều tiêu chí như trình độ phát triển hạ tầng, kiến trúc cảnh quan, mật độ dân số toàn đô thị, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp. Nhưng đây là nền tảng quan trọng tạo đà cho bước phát triển mạnh mẽ cho Tam Kỳ và Quảng Nam ở phía trước. Việc xây dựng và phát triển thành phố Tam Kỳ trở thành đô thị loại 1 có thể khẳng định là một trong những chủ trương lớn của Quảng Nam, được đông đảo nhân dân ủng hộ, tin tưởng, kỳ vọng vào sự bứt phá đi lên của trung tâm tỉnh lỵ trên chặng đường mới, góp phần nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho người dân tại khu vực trung điểm của đất nước. Chúng ta cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, cuối tuần qua, hàng chục nghìn người Đức đã tập trung tại các đường phố ở thủ đô Berlin để phản đối tình trạng giá năng lượng cũng như chi phí sinh hoạt tăng cao, đồng thời kêu gọi chính phủ có các giải pháp hỗ trợ hiệu quả. Hơn 10.000 người đã tập trung trước tòa nhà Hạ viện Đức mang theo những biểu ngữ kêu gọi chính phủ đưa ra những biện pháp hiệu quả hơn nhằm hỗ trợ người dân đối phó với tình trạng giá cả leo thang. Cuộc biểu tình này do đảng đối lập Sự Lựa Chọn Vì Nước Đức tổ chức. Theo số liệu do cơ quan thống kê Liên bang Đức công bố hồi cuối tháng 9, tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế đầu tàu châu Âu đã lên mức 10%, mức cao kỷ lục trong 70 năm qua. Các chuyên gia dự báo tỷ lệ lạm phát ở mức 2 con số sẽ còn tiếp diễn trong những tháng tới, đặc biệt trong bối cảnh mùa đông lạnh giá đang đến gần, giá năng lượng có thể tiếp tục tăng cao. Nhà chức trách Indonesia đã tiến hành sơ tán hàng chục du khách và người dân nước này khỏi khu vực Seminyak, huyện Ba Dung, tỉnh Bali, sau khi khu vực này hứng chịu một trận lũ lụt lớn. Văn phòng tìm kiếm và cứu nạn Indonesia phối hợp với đội tìm kiếm và cứu nạn của đảo Bali đã sơ tán tổng cộng 33 khách du lịch, gồm 23 người nước ngoài và 10 công dân Indonesia tại khu vực Seminyak. Ngoài ra, đội cứu hộ cũng sơ tán hàng chục cư dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt khỏi các địa điểm khác tại Bali. Mưa lớn đã đổ xuống một khu vực ở tỉnh Bali kể từ hôm ngày 7 tháng 10, dẫn đến lũ lụt tại một số địa điểm. Độ cao của nước lũ khoảng 1-1,5 mét. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, lực lượng cứu hộ cũng đã di chuyển đến những khu vực xung yếu, nước lũ còn mạnh để tìm kiếm những người có thể đang bị mắc kẹt trong nhà. Thưa quý vị, sau 3 năm lên kế hoạch 5 chuyến thám hiểm và 2 tuần đi bộ xuyên rừng, các nhà khoa học đã đến được vị trí cây cao nhất tương đương tòa nhà 25 tầng, từng được tìm thấy trong rừng nhiệt đới Amazon. Cây thân gỗ Vermelho Anguilim nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên sông Irataburu ở miền Bắc Brazil. Cây cao 88,5 mét, chu vi thân 9,9 mét và là cây lớn nhất từng được phát hiện ở Amazon. Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên phát hiện cây khổng lồ này qua các hình ảnh vệ tinh thu được vào năm 2019 khi thực hiện dự án lập bản đồ 3D. Một nhóm gồm các học giả, nhà môi trường và hướng dẫn viên địa phương đã tổ chức chuyến thám hiểm để tiếp cận cây này vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, thiếu vật tư, đoàn thám hiểm đã phải quay trở về sau 10 ngày. Hai lần nỗ lực sau đó cũng không thành. Cuối cùng, đến ngày 25 tháng 9, các nhà khoa học đã thành công tiếp cận cây cao nhất rừng Amazon sau khi vượt qua 250 km sông nhiều nguy hiểm bằng thuyền và 20 km đi bộ xuyên rừng. Tuổi của các cây khổng lồ này ước tính là 400-600 năm, và đây cũng là khu vực có nhiều cây khổng lồ có tổng trọng lượng lên tới 400.000 tấn. Khoảng một nửa trong số đó hấp thụ carbon từ khí quyển, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới hôm nay. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với những tin tức về tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông, nhiệt độ từ 23-28 độ, độ ẩm từ 83-97%, gió đông bắc cấp 3, có lúc cấp 4, giật cấp 5. Thành phố Hội An nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông, nhiệt độ từ 23-28 độ, độ ẩm từ 84-97%, gió đông bắc cấp 3, có lúc cấp 4, giật cấp 5. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông, nhiệt độ từ 24-28 độ, độ ẩm từ 84-95%, gió đông bắc cấp 3, có lúc cấp 4, giật cấp 5. Thị trấn Núi Thành nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông, nhiệt độ từ 23-29 độ, độ ẩm từ 84-95%, gió đông bắc cấp 3, có lúc cấp 4, giật cấp 5. Thị trấn Trà My nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông, nhiệt độ từ 22-27 độ, độ ẩm từ 87-99%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Thành Mỹ nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22-27 độ, độ ẩm từ 89-98%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Brown nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc mưa vừa
mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm từ 89 đến 99%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3.